Ok, chào anh em trở lại với Minecraft Survival. Hôm nay mình đang rất rất là rảnh, cực kỳ rảnh. Nên là mình sẽ làm một cái tiếp theo cho các bạn. À, chúng ạ. YOLO. Đây rồi, nhà của anh em ta đây rồi. Đợi trời nó sáng. Trước mình làm cái mẹ gì nhỉ? À đúng rồi, vậy thì gỗ gần hết đến nơi. Vẫn no. À, vậy vậy cứ ừ đây đến vài miếng thịt thì nó đi một hai ba ok Burnett it's please. Oh, beach, please. Ok. Trời đã sáng rồi và mình đã đợi. Này, steak. Ok, đi. Thì nó về lấy sau nữa. Ok. Hôm nay mình sẽ đi xem con kiều nào không. Ngày hôm trước đã có kiều nào. Chỉ có bò thôi. Đứng lại bò bò fuck you hai letter liền nhiều vãi. Chạy đâu chạy đâu chạy đâu chạy đâu chạy đi đâu chạy đâu chạy đâu chạy đâu fuck you. À, mình nhìn tao không? Chết bạp lắm hàng ở đây thế? Sao hết luôn. Fuck you. Mày chết này. Sáng mai rồi ha. Sáng mai mấy cái rồi còn ngồi đây hả? Mày đéo đi học, đéo lo đi học gì cả. Chị vào đi. Nào ra đây. Ra đây. Ra đây. Ra đây. Đừng nào. Đừng thế lao. Ba của quên. À đéo được. Không có con cừu nào luôn. Thốn vãi. Nhìn anh à. Em ơi. Em ơi. Đi. À nhưng mày. Bitch. Chạy rất nhanh. Anh chạy rất nhanh.
rất nhanh. Vâng, quá nhanh, quá nhanh, quá nguy hiểm. Má con bò không ạ? Kiều ơi, mày ở đâu? Ừ má, ừ má, con bò. Oh shit, đi trở lên rồi đi. Em sát vách. Sát cho lắm. Đây rồi. Nhìn vào đây. Ok. Uầy. 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 Ai cắt kết. Chạy về nhà thôi. Than này. Đúng cái lúc mà mình cần than thì chả thấy đâu. Đúng lúc mình eo cần thì nó xuất hiện đây trước mặt. Em nhỏ. Lạc nhà rồi các bạn ơi. Ê, mình không chịu đâu. Kéo chịu đâu. Fuck, bây giờ mày vãi, tưởng là đường đi chặt ít gỗ. Rừng rừng rộng, rừng nhiệt đới Amazon, rừng 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 rừng. Ui trời, ui quả táo này. Dậy dậy lên, dậy lên cả anh em. Ô ô, đói rồi, đói rồi. Bây giờ mình thừa thịt luôn. Trời ơi. Đi crap đi đồ.
Em có cái gì để làm à, thế thì sẽ cho tạm ở đây vậy. Ô một thỏi sắt. Sẽ cất gỗ ở đây. Cobblestone. Hai cái đồ sẽ sách này. Ô nhờ. Nào nó đi nó đi nó đi. There we go. Ok. Này còn 5 thỏi sắt. Like a sắt. Sắt 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 sắt. Tên đề nhà này. Laser. Đã được. Ok, sẽ chỉ làm laser cap thôi. Laser cap. Chà chà. Ô. Tối giả nhanh đấy. Nhanh ra thì. Dạy chim quá. À đúng rồi. Mà mình nhớ các bạn tí nhá. Bây giờ là thật ra là mình thực ra là mình cũng cũng không quan trọng gì cái việc đấy đâu, nhưng mà ý là để các bạn thích xem hơn thì đặc sắc hơn thôi. Mà mình muốn làm một cái intro nhưng mà mình không biết phải dùng thì phần mềm gì để làm cái intro đấy, nên là nếu mà có thể thì các bạn ý mình là thế. Hiểu hiểu cái mẹ chưa? Mình nhờ các bạn giúp mình một tí. À không thì ngoài đêm. Làm sao vật vã. Mùa đêm Minecraft đẹp nhỉ. Có zombie nào không đây. Ngắm trời ngắm sao tí nha. Phải cứ. Ủa. Nó đang chuyển động. Nè. Ủa đẹp vãi. Ủa bây giờ lâu lắm mình mới nhìn thì trang nhiên Minecraft đấy. Để phải. Ui. Thể loại này, cái thể loại đồ họa như thế này mà cũng có cái thể loại một trời đầy sao này á. Sẽ ui. Để phải chưa. Ok kệ đi. Rồi có đến đâu rồi. 6.
Ok, con chip. Ok, chào chào các bạn. Rồi, nhìn này đẹp rồi. Ok, mình sẽ tạm dừng phần này ở đây. Nếu mà các bạn muốn xem nhiều video hơn thì hãy like và subscribe để ủng hộ mình. Tạm biệt các bạn.